Đây á là ngôi nhà từ đường của gia đình bác. Năm nào á, mùng 1 Tết bác cũng về đây thắp nhang hết. Nè, con cứ thoải mái tham quan đi ha. Dạ. Đây các bạn. Cái này là mình mua các bạn nha, không phải là mình tự ấy đâu. Bây giờ mẹ đang mổ. Quá hay luôn mẹ. Có chuyên rồi. Nghe. Có kinh nghiệm luôn rồi. Mẹ hả? Cái này là mười mấy con các bạn ơi. Mười sáu con. Hai đồng hả mẹ? Hai đồng một con các bạn. Cái này là giống như là có mấy người mà họ sở thích của họ là săn bắn á các bạn. Thì có nhiều người là họ thích bắn ví dụ như là gấu nè, hoặc là mấy cái con nai, con hươu giống kiểu vậy đó. Mỗi người có một sở thích các bạn. Nhưng mà cũng có nhiều người họ có sở thích cái này nhưng mà không phải là họ muốn ăn đâu đó. Xong cứ mỗi lần mà họ bắn cái là đưa. Mỗi lần là chỉ có 2 con, 3 con, 4 con, 5 con, kiểu không có nhiều vậy. Nhưng mà lần này là 16 con luôn. Kiểu đó là niềm vui của họ thôi mà. Nhưng mà tất nhiên là bắn cái này cũng phải có bằng này kia các bạn. Không phải người nào cũng bắn đại, hoặc là không phải cứ thấy con sóc chạy cái là mình đuổi theo bắt. Trời dễ gì, chạy nhanh lắm các bạn nha. Mà nó toàn khoái leo mấy cái dây điện không à. Đó, mình mà chạy bắt nó là mình chết trước. Cái này là người ta bắn rồi các bạn. Nên thành ra khi mà các bạn ăn mấy cái con này á thì các bạn sẽ nhiều khi nhai trúng cái đạn của nó các bạn nha. Cái đạn nó rất là nhỏ nhưng mà nó còn á. Ở đây là mãi. Nè, cái này thì trúng cái đầu nè, các bạn thấy không? Nè, nát cái đầu luôn. Có cái thì trúng cái bụng, cái này là cái mà nó trúng nè. Trúng cái bụng, trúng cái đầu, để trúng cái này là ngay con tim luôn nè. Nhìn vậy cho cái này xương lắm các bạn nha. Mà thịt này nó ăn nó cũng gần giống như là thịt chuột vậy á. Cho các bạn nào mà chưa có ăn thịt sóc. Bên Việt Nam thì sóc là khá là hiếm các bạn, không có nhiều đâu. Bên này là quá trời luôn. Đi ra ngoài đường là nhiều khi họ không sợ mình luôn á. Tại bên này người ta không bắt. Hey, các bạn thịt sóc hồi nãy cái này sẽ để mà nấu bữa nay các bạn nha. Đó, còn lại thì mẹ đã cất hết vô đông lạnh rồi. Yes, girl. Peekaboo, I see you. I see you. Going. He's playing. He's pushing you. Are you helping Tammy? Yes, he is pushing me. Hello. Yeah. Nó xin giúp đẩy chị Tammy nè. Yeah. Be careful. Be careful. Oh, what is that? Sunshine. Sunshine stuck in there. Sunshine is stuck in there. No. Sunshine, can you ride that? Can you do that? No. No. Ice.
Băng băng kìa đăng coi. Ok YouTube. Bye bye. Học trên nè, học trên nè. Hold on, hold on. You hug me. Thank you. Oh, finally. Bye. Oh. You want to tell me go home with you? Nah, go ahead. Go tell me. You want to tell me go home with you, no chân? Yeah. Nè, các người đòi đưa Thà Mì về nhà nó nè. Khói Thà Mì nè. Khói chị Thà Mì. Peace, peace, peace. Peace là làm ơn á, làm ơn đi chung với nó. Coi coi nó đưa Thà Mì đi đâu. Vô xe của nó. Đưa Thà Mì về rồi, bye bye Thà Mì. Bye, see you, thank you. Đây, các bạn. Thịt hồi nãy mình làm thịt đây. Để xả như vậy á thì nó sẽ có mùi thơm thơm của xả các bạn. Giờ lại để mẹ để ớt nhưng mà sẽ không có làm nát, để có người không ăn ớt. Thật ra nhà mình ai cũng ăn ớt hết trơn á, nhưng mà để vậy tại vì không biết là có người thì ăn nhiều ớt, có người thì không. Còn mình thì lúc nào cũng sẽ thêm ớt các bạn ha. Đây, ớt nè. Đây thịt của mình đây các bạn ha, thịt mới vừa nấu xong đây. Thì mình sẽ lại ăn cơm với lại canh rau ngót nè. Với lại cái này là thịt mình giống như là kho vậy đó các bạn, để ớt ở trong này. Bây giờ thì bới cơm. Hello, xin chào các bạn. Đây các bạn ơi, bây giờ thì mời các bạn ăn cơm với Mary ha. Mình sẽ ăn miếng súp trước. Mình ăn sớm các bạn. Ba chưa có đi làm gì ở đâu. Rau ngót như là nấm, trời ơi nó ngọt. Nên mẹ ở nhà mà. Canh đỏ. Này nó hơi nhiều xương các bạn nha. Nên thành ra thật sự là ăn cái cơm rất là ngon nhưng mà phải cẩn thận xương của nó. Nó sẽ trộn lên tại giờ nó để ớt á. Lấy miếng nước của nó nè. Thật sự là cái của nó ăn ngon nhưng mà nhiều xương. Nói các bạn, chưa bao giờ ăn thịt chuột á. Thật ra thì thịt chuột với thịt sóc, nhiều khi thịt sóc còn khó kiếm hơn. Nó gần giống như là thịt chuột các bạn. Này là em để qua phụ
qua đưa hai đứa qua chơi. Xong rồi nói chung là em rể xuyên lắm. Và cái là phụ ba mẹ làm cái này làm cái kia lớn hơn Mary, nhưng mà tại nó lấy em của Mary nên thành ra nó là em của tôi rồi. Ngồi tôi nói xuyên ăn rất là ngon nhưng mà hơi bị mệt xương. Có thể là có nhiều bạn sẽ cảm thấy là nó rất là lạ, nhưng mà cũng tùy theo mà tùy theo kiểu như là phong tục hoặc là dân tộc á, cái món ăn á. Nhưng mà thật sự luôn nha, cái món này thì ở Mỹ thực sự rất là hiếm. Thậm chí có nhiều người mà Mỹ á, hoặc là họ gốc ở đây á, họ cũng không biết phải kiếm ở đâu các bạn. Tại không ai bán đâu. Đa số những người này á, kiểu như họ có cái sở thích đó các bạn, đi săn á, thì họ muốn đi săn thôi, họ cũng không có ăn đâu. Mà sẽ có nhiều người kêu, sẽ kêu kiểu như là có tội này kia các bạn ơi, nhưng mà nó là giống như là một cái sở thích của mỗi người mỗi khác nhau các bạn ơi. Thật sự Mary cũng không có bình luận tại kia đó các bạn ha. May là ba của Mary chỗ làm á quen mấy cái người này nè, nên thành ra họ thì giống kiểu như là họ đi săn bắn này kia tại vì họ cảm thấy vui thôi. Xong rồi có người lấy thì họ sẽ mừng hơn, mà vừa vui mà vừa có tiền. Mà đỡ phải dục. Thịt này với lại là chim bằng chim cút thì mình cảm giác nó sẽ hơi khác nhau chút xíu các bạn ạ. Khi mà các bạn ăn thì các bạn mới biết được, thật sự để mà mình phân biệt rõ ràng cho các bạn nó khác ở chỗ nào, giống ở chỗ nào mình cũng không biết được, nhưng mà nó khác rồi. Nhưng mà ăn khá là nhiều. Nhưng mà nếu các bạn chưa có bao giờ mà ăn thịt chuột hoặc chưa bao giờ ăn thịt này luôn thì mình sẽ cho các bạn tưởng tượng tới cái thịt chim cút. Nó không có hoàn, nó không có giống, nhưng mà nó sẽ gần gần các bạn nghe, so với lại thịt heo hoặc thịt bò hoặc thịt gà, các loại thịt khác thì nó sẽ gần chim cút hơn. Thịt này nè, tất nhiên là người mà đã ăn nhiều thì sẽ biết là nó sẽ không có giống nhau nhiều đâu, nhưng mà để mà so sánh nó gần nhất sẽ là chim cút các bạn nha.
đó là mới so sánh cho các bạn nào mà chưa có bao giờ ăn. Mình là dân tộc Ba Na nhưng mà có nhiều người không biết các bạn, hoặc là không biết đến nhiều dân tộc Ba Na của mình á. Nhưng mà mình có thể so sánh là nó gần hoặc là tương tự với Thái á, hoặc là Lào á, là nó sẽ tự gần giống như vậy, đồ ăn con vậy. Đó là cho các bạn dễ hiểu, tại vì mình nghĩ là Thái thì sẽ có nhiều người biết hơn, hoặc là Lào đó. Còn dân tộc Ba Na của mình thì chắc là không có nhiều người biết đâu. Rất là hiếm các bạn ạ. Hồi đó nếu mà bán có trời người mua luôn. Nhưng không có chỗ nào bán hết á. Tại vì họ bình thường họ săn xong họ bỏ rồi à. Nó cũng giống như là có nhiều bạn có sở thích câu cá các bạn ạ. Sở thích câu cá là không phải là những người câu cá là thích ăn cá đâu. Có nhiều người thậm chí là ghét ăn cá nhưng mà rất là thích câu cá. Thì cái đi săn cái này nó cũng giống giống như vậy đó. Nó là một cái sở thích mà. Rồi. Wow, rất là đã các bạn. Bây giờ thì mình sẽ dừng video đây nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Hẹn gặp các bạn trong video tới.